Bằng trí tuệ, sự nỗ lực, tinh thần vì tập thể, ông Nguyễn Chí Hiểu đã thành công trong việc phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan. Ông Hiểu đã đưa đơn vị này từ bờ vực phá sản trở thành hợp tác xã kiểu mẫu, thành một trong những đơn vị dẫn đầu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Thập niên 80-90 của thế kỷ 20, hệ thống các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên toàn quốc hoặc là hoạt động trì trệ hoặc là tuyên bố phá sản. Tại Hưng Yên, trong giai đoạn này cũng có hàng trăm hợp tác xã tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan vẫn đứng vững nhờ sự tháo vát, tinh thần quyết tâm vượt khó của chủ nhiệm Nguyễn Chí Hiểu. Ông đã gặp các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đưa về hai giống ngô và đỗ tương năng suất cao. Năm 1998, chuyển đổi sang cái sử dụng các cái giống cây có giá trị cao như cây ngô NK6869 và cây đỗ tương K84, rồi K54. Giống này nó có từ 3 tạ rưỡi đến 4 tạ, nó tăng gần như gấp 3 lần với cái giống ngô cũ, coi đậu trường vậy. Cùng với đó, hệ thống lưới điện xuống cấp cần nguồn vốn lớn để đầu tư, nhưng do tài sản chưa được định giá nên ngân hàng không cho vay. Ông Hiểu đã chủ động mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đi huy động vốn, kéo theo các thành viên khác làm theo. Từ đó đến nay, hệ thống điện luôn được đảm bảo về chất lượng và dịch vụ. Từ chỗ kinh doanh, hai lĩnh vực chính là dịch vụ nông nghiệp và dịch vụ điện, đến nay Hợp tác xã đã phát triển thêm 3 loại hình dịch vụ nữa là kinh doanh chợ, xử lý môi trường và cung cấp cây giống. Lợi nhuận năm 2023 đạt trên 47 tỷ đồng. 32 xã viên người lao động có thu nhập ổn định với mức lương từ 10 triệu đến 15 triệu đồng một người trên tháng. Tham gia vào hợp xã là 14 năm và tôi cảm thấy rằng là rất là may mắn là được làm việc theo hợp xã, và cái thu nhập của chúng tôi thì cũng lương là phổ biến là tầm độ 10 triệu một tháng. Ông Hiểu là điều hành anh em thì giống như một gia đình ý. Thì anh em ở đây là đều là rất là phấn khởi và mong muốn là coi phục vụ hợp xã lâu dài. Ông Hiểu có vai trò rất quan trọng trong cái việc vực dậy cũng như là sự phát triển của hợp tác xã cho đến ngày hôm nay. Từ bờ vực phá sản đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Xuân Quan phát triển mạnh mẽ. Vốn pháp định hiện đạt trên 70 tỷ đồng. Hợp tác xã đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của xã Xuân Quan, đưa địa phương này thành vùng hoa cây cảnh nổi tiếng ở huyện Văn Giang. Năm 2023, giá trị canh tác của xã đạt 730 triệu đồng một hecta, thu nhập bình quân theo đầu người đạt trên 92 triệu đồng một năm. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Xuân Quan trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.